Để thực hiện cái mục tiêu World Class thì có rất nhiều biện pháp phối kết hợp. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta phải bán đúng cái giá trị của mình. Bây giờ AppShop không position mình như là một công ty low cost, mà một công ty mà có thể thực hiện chuyển đổi số nhanh nhất, giúp cho khách hàng chuyển đổi số nhanh nhất với cái giá mà cạnh tranh nhất. Tôi lấy tốc độ là cái value lớn nhất AppShop mang lại. Thứ hai là phải thay đổi các cái phương thức sản xuất để làm sao có thể đưa được cái việc ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa các công đoạn và tái sử dụng lại những cái bán sản phẩm mà đã tạo ra, AppShop đã tạo ra trong hàng nghìn dự án khác ở trong lịch sử phát triển của mình. AppShop phải chuyển dịch cái mô hình kinh doanh từ cái chuyện là bán dựa trên công sức của mình sang là dựa trên cái value mà AppShop mang lại cho khách hàng. Thì chúng tôi năm nay cũng đã thực hiện cái việc thay đổi chính sách thu nhập và tháo bỏ cái mức thu nhập trần, và thu nhập thì gắn liền với năng suất lao động, thực hiện chương trình hỗ trợ cấp nhà cho nhân viên mỗi năm hàng trăm căn hộ ở trên cả ba miền Bắc Trung Nam. Và tôi hy vọng rằng với một chính sách đột phá mới thì sẽ rất nhiều bạn trẻ và tài năng sẽ đầu quân cho AppShop và cùng chung sức để xây dựng một AppShop world class.